Ô tô Bùi Hiếu kính chào quý anh chị em nha. Hôm nay em lên cái clip mà chiếc xe Vim một tấn rưỡi, tải trọng em nói là 1 tấn 490, nhưng mà em này nó có cái đặc biệt gì nè, thùng dài 6m2 nha quý anh chị, thùng kèo bạc 6m2, thùng năm vẫn mở inox, xe đời 2017 Vim máy Hyundai nha quý anh chị. Xe này thì cực đẹp rồi, xe rin 100% nha quý anh chị, xe này là rất rin, xe máy lạnh rồi đầy đủ nha, đời 2017, chất rin của em nó là miễn bàn rồi, đời 2017 xe như xe mới luôn, nội thất rất đẹp. Nội thất của em nó là rất đẹp và xe chạy rất ít nha quý anh chị. Xe chạy rất ít cho nên xe nó rất đẹp. Đây. Em này thì quý anh chị chạy vào tất cả các cung đường cấm mà 1 tấn rưỡi thì các anh chị chạy vẫn ok nè. 1 tấn 490 là tải trọng cho phép. Còn tổng trọng tải là dưới 5 tấn là 4 tấn 7 là chạy vào thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là tất cả các đường cấm mà cấm 5 tấn, tổng trọng tải 5 tấn thì quý anh chị đi được hết nha. Xe này thì thùng dài miên man, thùng dài tới 6m2, chuyên chở hàng nhẹ nha quý anh chị. Sexy, thùng bọng rất đẹp, thùng inox 5 vẫn mở nha quý anh chị. Sexy nè quý anh chị nè, quá đẹp. Dàn chân dàn gầm của em nó đây nè. Riêng xe này em bán cho quý anh chị 260 triệu nha. Đời 2017, thùng dài 6m2 và tải trọng của nó thì thấp, nhưng mà chủ yếu là chạy vào những con đường cung đường cấm rồi thôi. Máy móc thì miễn bàn rồi, rất đẹp nha. Đây, tải trọng của em nó là 1 tấn 490 nha. Và tổng trọng tải của em nó là 4 tấn 7. Em bán 260 triệu máy Hyundai nha quý anh chị. Xe này rin 100%, xe siêu đẹp. Quý anh chị nào có nhu cầu sở hữu chiếc xe này thì xin gọi cho em 0977 317 268 nha. 0977 317 268, em ở Biên Hòa, Đồng Nai. Rồi, kính chào quý anh chị, kính chúc quý anh chị một ngày mới tràn đầy năng lượng, thật vui vẻ và thật hạnh phúc bên gia đình nha.